Xin chào tất cả các bạn trong Việt Guns Lovers. Tôi là MC Dấu và ngày hôm nay rất là vui được trở lại cùng với các bạn. Như các bạn cũng biết thì tôi đã làm rất là nhiều những cái chuyên mục như là về tin tức, về ống nhòm, về súng. Nhưng mà một cái điều quan trọng nhất mà hôm nay Dấu muốn nói đến đó là những cái vật cá nhân để bảo vệ cho những bạn nào đang tìm hiểu và hoặc như là đã sẵn sàng để những cái trò chơi bắn súng hoặc là đi săn, thì các bạn cần phải bảo vệ bản thân của mình như thế nào. Và ngày hôm nay trước mặt của tôi đây là những cái vật dụng rất là thiết yếu để bảo vệ chính bản thân của các bạn. Ngoài ra những cái như là súng các bạn mang theo, chẳng hạn như là hộp súng rồi hộp đạn, nhưng đừng quên bảo vệ chính mình. Và việc đầu tiên, vật đầu tiên mà tôi muốn nói đến chính là cái kính bảo hộ này. Đây, tôi sẽ mở cho các bạn biết. Cái kính bảo hộ, cái loại kính này là một trong những cái kính bảo hộ mà tôi thấy là rất là cần thiết để bảo vệ chúng ta. Ngoài việc mà bảo vệ mắt của chúng ta thì cái kính tại sao nó lại có cái màu hơi vàng xanh như thế này, để giúp cho chúng ta có thể nhìn được rõ hơn khi mà trời hơi tối hoặc là chuẩn bị vào tối. Và cái kính này cũng có thể giảm được đến 99% tia cực tím, rất là an toàn và bảo vệ mắt cho chúng ta. Cái vật dụng thứ hai không thể thiếu đó chính là tai nghe. Khi mà các bạn đi săn thì cũng biết là súng cả nó rất là ồn. Và đây là vật thứ hai mà tôi muốn nhắc đến, đó chính là tai nghe, bảo vệ tai cho chúng ta. Khi mà chúng ta đi săn hoặc là chúng ta đi chơi những cái trò chơi bắn súng thể thao thì cái tiếng đạn rất là ồn, nó có thể lên đến cả hàng trăm decibel. Các bạn biết decibel là gì không? Đó chính là tiếng ồn. Khi mà cái tai của chúng ta nghe quá 80 decibel là rất là khó chịu rồi. Cho nên là cái tai nghe để giúp cho chúng ta giảm được rất là nhiều cái decibel. Như cái này chẳng hạn, giảm được đến 26 decibel. Đấy, một cái tai nghe khác mà tôi muốn nhắc đến nữa là cái này, nó gọi là disposable. Có nghĩa là các bạn chỉ cần dùng một lần thôi, không có muốn phải đeo những cái tai nghe loằng ngoằng có dây như thế này. Thì các bạn có thể mua cái loại này, dùng một lần rồi vứt đi, rất là tiện lợi. Đó, mà giảm đến được 32 decibel, rất là cao. Và một cái loại tai nghe thứ ba là cái loại tai nghe này thì nhìn nó rất là chuyên dụng, dành cho các bạn nào mà bắn súng chuyên dụng hơn. Ôi, tôi đeo vào cảm giác như xung quanh là không nghe thấy cái gì luôn á. Cái này thì giảm được đến 32 đến 35 decibel, rất là tốt, rất là xịn. Và cái cuối cùng chính là cái găng tay cá nhân. Khi mà chúng ta đeo găng tay để làm gì? Để giúp cho chúng ta tránh khỏi những cái trơn trượt khi mà chúng ta bám vào cái báng súng. Và cũng đeo giúp cho chúng ta ấm tay nữa. Nếu như các bạn nào mà đi săn thì về buổi tối rất là lạnh. Cũng như là cái găng tay thì làm chúng ta rất là ngầu, phải không ạ? Đeo găng tay vừa đẹp này, vừa giữ ấm này, mà lại không trơn trượt. Đó là những vật cá nhân mà ngày hôm nay Dơ Hấu muốn nói đến để mà phòng chống, bảo vệ chính bản thân của chúng ta. Khi chúng ta đi săn, đi chơi những cái trò chơi bắn súng thì đừng có quên bảo vệ chính mình nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi Dơ Hấu suốt thời gian vừa qua. Hãy giúp chúng tôi bằng cách like, subscribe và share cho thật là nhiều người, để chúng tôi có rất là nhiều những cái động lực để làm thêm thật nhiều những cái video khác dành cho các bạn. Thân mến và xin hẹn gặp lại. Bye bye.